Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 12 năm 2021 về việc Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận nghệ sĩ Hoài Linh không có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Trước đó, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bị một số người gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tố cáo về việc ông Linh có hành vi chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền Trung vào tháng 10 năm 2020. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Hoài Linh quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 là 15,4 tỷ đồng. Trong đó, Hoài Linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn 500 triệu để chung tay cứu trợ đồng bào. Sau khi nhận được quà cứu trợ, nhiều địa phương đã có thư cảm ơn, Hoài Linh có đăng ký kết thúc đợt quyên góp. Nhưng sau đó, các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của ông do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Hoài Linh bị bệnh nên nghệ sĩ đã không thể đi miền Trung, dẫn đến chậm trễ giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên, sau đó, Hoài Linh đã ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung. Từ đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.